anh khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị và các bạn thân mến mời các bạn cùng đón nghe phần một cuộc tập truyện đời thực cực đặc sắc mang tên đổi đời tác giả trương thành sơn qua sự thể hiện của giọng đọc anh khôi chắc chắn câu chuyện sẽ mang đến cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc hãy theo dõi hết nhé bạn sẽ không hối hận khi nghe đâu. Chương 1. Tấm gương rũ bùn đứng dậy Thuở Hàn Vi, sáu đứa con gái thân nhau khi bắt đầu vào trường cấp 3. Giờ Quý và Thái lấy chồng xa nên chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại. Còn bốn cô bị áp lực cuộc sống, nên suốt cả chục năm qua cũng ít gặp gỡ chủ yếu ai lo thân người ấy. Nếu họ có gặp nhau ở một đám cưới hay sự kiện nào đó thì cũng chỉ hai hay ba người chứ không đông đủ bộ tứ. Từ khi lớp cũ họp kỷ niệm 10 năm ra trường thì họ mới kết nối lại thường xuyên. Gần đây con cái đã lớn hơn, ít phải chăm bẵm thì các nàng cần tâm sự, chơi bời với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, chỉ có Bảo, Linh và Cúc thôi. Còn Hà vừa khó khăn, vừa tự ti, chỉ gặp nói vài câu chuyện hơi khách sáo chứ không thật sự thân thiết, gần gũi như chị em. Điều này khiến ba cô thấy áy náy, Hà cứ tự co mình lại, trốn tránh, chứ không ai phân biệt đối xử hay ruồng giấy cô. Ấy là vì ba nàng đều tốt nghiệp đại học, được vào biên chế nhà nước, chồng con đuổi huệ, kinh tế vững chãi nên có thành thời hơn tuy rằng hoàn cảnh linh cũng khá đặc biệt nhưng tính cô cởi mở vô tư nên không có vấn đề gì trong giao tiếp bạn bè riêng hà thì rất khác cô không được học đại học lấy chồng là công nhân gia cảnh nghèo con cái nheo nhóc nên hà rất tự ti không cởi mở với bạn bè thậm chí còn lẩn tránh nữa ôm vai hà một cách thật chân tình bảo hưng phấn nói xưa này tớ cũng theo xu hướng hiền thục, nhưng thực tế cho thấy, quá hiền lành thì luôn bị chèn ép, mãi chịu thiệt thòi, phải chịu bất hạnh. Chị Quế hàng xóm của tớ là một ví dụ về sự vươn lên, không cam phận kiếp nghèo hèn. Kể đi, kể đi bảo ơi. Linh háo hức xích ghế lại gần để nghe cho rõ. Cô tò mò cũng phải hoàn cảnh linh có nét gì đó tương đồng với điều bảo giới thiệu câu chuyện hẳn rằng không phải ngẫu nhiên con bảo kể ra chuyện ấy chắc nhằm động viên hà nhưng cũng truyền thông điệp gì đó đến cúc linh nữa nói về hà nhưng chính bảo bỗng nhớ đến chuyện một người mới đây đã khiến cô kinh ngạc và phần nào đó thay đổi nhận thức của mình về cuộc đời người đàn bà chính thế cô muốn chia sẻ với các bạn của mình nhất là Hà, vì nó tự ti quá. Rồi bảo từ từ kể về chị hàng xóm của cô. Chị Quế hơn 50 xuân rồi, lúc trẻ chị đã từng lừng lẫy vì với sắc đẹp trời cho, có rất nhiều vệ tinh quay quanh. Thế mà sự đời chẳng đơn giản là xinh đẹp thì sẽ hạnh phúc, sẽ tương xứng với những chàng kẻng trai, nhà giàu. Hóa ra hạnh phúc không tỷ lệ thuận với đẹp trai, xinh gái nhà giàu giỏi giang cuộc đời quế là dẫn chứng hùng hồn về chân lý ấy rằng người giàu vẫn khóc người xinh đẹp vẫn khổ cực người chinh phục trái tim thiếu nữ quế đẹp lộng lẫy lại là một gã tráng mắt xếch lùn tịt nói chung là xấu dai toàn diện ấy là trong một lần cả trường đại học đi gặt chạy lụt giúp dân quế bị một con đỉa to bám vào đùi trong khi ấy năm đến sáu chàng trai đứng gần, toàn công tử đẹp trai dân thành phố, con nhà giàu, thì cũng sợ xanh mặt khi thấy đỉa, chẳng biết giúp bạn ra sao. Thế mà một gã đen đúa, lùn tịt ở đâu sông vào, dùng tay không gỡ con đỉa ra, rồi nhổ nước bọt vào tay, thoa lên đùi để xử lý vết đỉa cắn cho nàng hoa khôi. Ngay đêm ấy, Quế đã bị gã trai ấy chinh phục khi anh ta xông vào đám đông bạn bè cùng lớp cô, mượn cây guitar trên tay một công tử trắng trẻo, rồi đệm cho Quế hát bài mùa xuân bên cửa sổ. Sau đó anh trực tiếp vừa hát, vừa tự đệm đàn hát bài vòng tay cầu hôn. Tâm hồn cô chết lịm đi trong ánh mắt sách của chàng công tử trong khi anh ta cứ vừa hát vừa dọi tia nhìn vào khe cổ áo mình. Đến lúc ấy Quế vẫn chưa biết tên kẻ đã chiếm đoạt trái tim thiếu nữ của mình. Tráng vừa dứt lời bài hát, trả lại cây đàn, thì ai đó rúi vào tay Quế nắm hoa cướt lợn vừa ngắt bên đường. Nhanh tay, Quế chạy đến tặng ngay nắm hoa cướt lợn ấy cho chàng trai Tráng phong tình. Nào ngờ, đó là một hành động dại dột nhất trên đời, vì anh ta liền nhận hoa rồi ôm cô hôn đến ngạt thở ngay tại chỗ. Trước mắt rất đông bạn bè là khán giả. Họ kéo nhau ra khỏi đám đông bạn bè, đi dạo dưới hàng xà cử trên đường quê. Trong khi trái tim thơ ngây của nàng Quế đang nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực thanh xuân thì tráng lại ôm hôn Quế thật sự, rồi đúng phong cách cao bồi. Anh ta thỏ tay vào ngực cô nhào nặn, đó là bàn tay con trai đầu tiên xâm phạm gò bồng đảo rực sức xuân của cô trong khi quế còn ngơ ngác chưa biết xử sự, sự sao cho đúng mức thì cả quần dài quần lót của cô đã bị tráng lột một lần ra khỏi chân mà không hiểu sao cô lại vô thức phối hợp bằng cách nhấc chân lên cho anh ta hoàn thành cái động tác cướp đời con gái của mình ấy chỉ kịp hoảng hồn thì cô đã nằm gọn trong lòng tráng bị đôi tay cứng như giọng kìm của anh ta siết chặt chẳng hiểu sao cái bản năng đàn bà dâm đãng núp ở đâu trong con người quế bỗng ló ra cô phối hợp thật ăn ý với những động tác dứt khoát mạnh mẽ của tráng nhằm cướp đoạt đời con gái của mình quế mất sự trinh trắng con gái ngay trong đêm đó nhưng cô lại thấy phơi phới tự hào vì được tráng yêu một cách mạnh mẽ quyết đoán điều mà các chàng công tử éo ở đầy dãy xung quanh không hề có đến khi đó quế vẫn chưa kịp hỏi tên anh ta chỉ sau này bạn bè hỏi cô mới biết đó là tráng thật là không thể tin được cuộc tình của họ cứ ào ào như nước lũ kéo dài được hai tháng cho đến khi cô bạn gái cùng phòng quế bất ngờ phát hiện bạn mình đã mang thai đó là lần duyên thù thì hỏi quế ơi cậu có bình thường không? Ờ, có gì mà không bình thường hà? Có cậu không bình thường thì có ý. Tớ nói thật mà, cái ngày đặc biệt của cậu luôn trước tớ ba ngày. Thế mà tớ thấy cả tuần nay rồi, còn cậu vẫn sạch tương đó thôi. Ờ, chỉ có người có chừa mới như vậy. Thế à? Chết tớ rồi cô bạn duyên kiên quyết dẫn quế đi ra dịch vụ khám thai lậu bên ngoài để kết luận chính xác vì nếu khám ở y tế trường thì cô sẽ bị đuổi học ngay khi biết chính xác có thai quế hoang mang cực độ vì không biết phải làm thế nào cả chắc chắn bị đuổi học và bao hậu quả không lường trước chờ đợi cô thời ấy vấn đề chửa hoang ở trường đại học còn rất hà khắc còn dịch vụ phá thai không phổ biến hơn nữa cô hoàn toàn không có tiền để lo việc này. Phải một tuần sau thì Quế mới có bản lĩnh nói sự thật với người yêu. Không cần cô phải nỉ non. Tráng đã ném cho Quế mấy tờ giấy bạc lẻ. Nói lạnh như băng. Cô đi mà giải quyết cái của nợ ấy đi. Tôi không liên quan đâu nhé. Vĩnh biệt. Chết lặng người. Nhưng Quế như người không còn chi giác như kẻ rơi tự do trong thế giới không trọng lượng cô bật cười khanh khách rồi cứ thế đi vơ vẩn không định hướng nào rõ là một con điên tình mấy tờ giấy bạc tráng đưa cũng rơi ở đâu đó cô hoàn toàn không biết thời đó mỗi năm trường đại học của cô luôn có mấy vụ các cô sinh viên xinh đẹp bỗng dưng phát điên người ta gọi là điên tình nên mọi người đều hiểu điều ấy đã đến với quế bảo dừng kể hỏi cả mấy đứa bạn. Các nàng thử đặt mình vào hoàn cảnh của chị Quế xem liệu mình sẽ làm gì. Sẽ sống ra sao nếu ở hoàn cảnh của chị ấy nhé. Tất cả im lặng. Mỗi người nhìn đi một hướng để thả hồn vào hoàn cảnh của nhân vật trong chuyện của bảo. Mình sẽ phải làm thế nào? Hóa ra cuộc sống của mình toàn êm đềm. Không ai nghĩ đến việc có những cú sốc khủng khiếp như vậy. Để cho các bạn thật háo hức, Bảo mới nhấp chút ca cao rồi mới thủ thị nói tiếp câu chuyện. Câu chuyện chửa hoang của Quế không đơn giản. Khi cái bụng to ra mà không có cửa nào cho việc thoát thân. chửa hoang thời ấy khổ nhục lắm. Vậy mọi người biết không? Sau chuyến lỡ đỏ ấy, chị Quế quyết trí vượt lên sự hầm hưu của số phận một cách ngoạn mục. Kể đi, kể đi. Cứ từ từ rồi khoai sẽ như em hư ạ. À con bảo cứ câu giờ. Nhẩn nha nhấm chút ca cao, chưa chịu kể ngay. Chỉ đến khi Hà cũng bị cuốn vào câu chuyện, dục mãi thì bảo mới thùng thẳng kể tiếp. Kỳ học ấy, các môn thi quế đều không qua hoặc bỏ không thi. Điều này gần như xác định nàng sẽ chắc ăn xuất xuống hàng trực tiếp. Bạn bè không giúp được, bố mẹ anh em thì ở xa không biết chuyện hơn thế họ đều nghèo khổ lo kiếm sống từng bữa. Không thể có cách giải quyết khả dĩ nào cho đứa đang được nuôi ăn học, mà phần trí chơi bời đến mức chừa hoang. Thời gian cứ trôi đi, đến khi Quế đủ dũng khí về nói thật câu chuyện với mẹ, thì cái thai trong bụng đã sang tháng thứ năm rồi, không thể xử lý được nữa. Chàng tráng thì đã xa chạy cao bay lâu rồi, ngay khi anh chàng tốt nghiệp trường Bách Khoa, hơn thế khi vừa về cơ quan mới nhận việc, tên sở khanh liền bị dính luôn với một chị đã có hai con. Chồng bỏ. Thế là bị phạt đền trực tiếp. Thua trắng một bàn không gỡ. Hóa ra cao thủ như trắng thì có người cao thủ hơn điều trị được. Thật thú vị khi tay chơi rất giỏi lừa con gái nhà lành, mà lại dễ dàng bị một mụ nạ dòng hơn đến 6 tuổi cho đo ván lấm lưng trắng bụng luôn trong hiệp đấu đầu tiên khốn khổ hơn nữa cho gã. Người ta đồn cái thai ất ơ kia cũng không phải của tráng đâu. Gã chỉ là kẻ tráng men rồi phải đổ vỏ cho thằng dông quăng khác. Đó là một lão xếp già khú đế 40 tuổi. Vậy là trước sức ép của tổ chức và công đoàn cơ quan, gã trai tân tráng phải chấp nhận nuôi con tu hú thôi. Nhân tiện kể luôn chuyện của tráng trước khi trở lại chuyện của quế. Đến mãi sau này khi đã cung cúc làm kẻ nô bộc tình dục của một mụ nạ dòng nhiều năm, có lần chắc chắn hối hận tìm đến Quế. Cô chỉ nói một từ duy nhất. Cút đi, đồ hèn mạc. Cô không chỉ khinh bị đuổi thẳng mà còn không thèm nói đến một câu ngọn ngành, không cho tiếp xúc với đứa con ruột của y. Trước đó Quế cũng nghe chuyện, mụ vợ tráng không chỉ coi khinh thằng chồng trẻ con, mà còn công khai lăng nhăng với tình cũ. Đúng là trời có mắt thật, kẻ gieo gió nơi này lại gặt bão nơi kia. Với cái bụng chửa to, Quế phải về quê để mẹ chăm cho sinh đẻ. Thế mà đứa con vừa được hai tháng, cô đã quyết đổi đời bằng cách nhờ người quen của bố xin cho đi lao động xuất khẩu ở Liên Xô. Mẹ Quế bảo, nuôi cháu thì mẹ giúp được, nhưng để nó tròn năm đã, bắt cháu bỏ sữa sớm tội nghiệp lắm không con phải khẳng định được bản thân một lần sai lầm rồi con phải lấy lại những gì đã mất bố mẹ hãy cố giúp con ạ à. bởi thế mới năm tháng tuổi đứa con đã phải cai sữa để bà ngoại nuôi bộ cho mẹ quế đi học tiếng nga bé được một năm thì chính thức phải xa mẹ biền biệt luôn Ấy là những ngày dưỡng thai ở quê nhà. Quế không dám ló đầu ra ngoài đường. Vì xấu hổ, nhục nhã trước những ánh nhìn coi thường, khinh thị của mọi người. Chỉ một mình đối diện với chính mình trong căn buồng kín của mẹ. Quế đã học tiếng Nga và nung nấu lời thể trong lòng. Người sẽ biết ta sẽ quyết vươn lên làm chủ cuộc sống mình như thế nào. Ta sẽ phải cho kẻ phản bội phải ân hận phải cúi đầu trước mình chứ không bao giờ có chiều ngược lại ngay những ngày nằm ổ đẻ quế nghiền ngẫm đường đi cho cuộc đời mình rõ ràng con đường học hành dù khó đến mấy do thiếu thốn do nghèo túng thì vẫn là lối ngắn nhất cho những thanh niên nông thôn như mình đến với thành công làm chủ đời mình thế nhưng cô thấu hiểu con đường ấy của mình đã bị phút mềm lòng của đứa con gái ngây thơ trước kẻ trinh đoạt lọc lõi chặn đứng bằng cái thai oan nghiệt cô tự nhủ không thể ở nhà với mẹ rồi làm lụng nuôi con mà có thể ngẩng đầu hiên ngang thách thức kẻ phụ tình được mình nhận rõ tương lai mờ mịt nếu cứ chui vào núp trong váy mẹ mãi nhìn những người đi xuất khẩu lao động gửi những thùng hàng về dẫu biết rằng phải đổ bao mồ hôi nước mắt mới có được như vậy thì hiển nhiên đó vẫn là con đường khả thi nhất lúc này cô tự nhủ người ta làm được thì mình dứt khoát làm được ngay khi rời nhà hộ sinh mới ba ngày kể từ lúc vỡ đê mà quế đã quyết ở trong lòng rằng con đường khả thi nhất là mình đi xuất khẩu lao động để làm ăn được cần nhiều yếu tố nhưng ngôn ngữ nước họ phải nhuần nhuyễn đầu tiên dù rất buồn lòng về cô con gái xinh đẹp, mang đầy hy vọng, vậy mà bị sụt hố đau đớn. Nhưng bố đẻ quế rất thương cô, cũng thấy đề xuất của cô là khả thi, thực tế. Bởi vậy, ông đã tìm mọi cách huy động các mối quen biết để xin cho quế được tọa nguyện đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thế là hai tháng sau khi sinh đứa con hoang, Quế đã được bố giúp xúc tiến làm hồ sơ để đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô. Đứa con mới 5 tháng, Quế đã phải cai sữa để bà ngoại bé nuôi bộ bằng sữa bò, để cô đi học tiếng Nga và làm thủ tục xuất cảnh. Đứa con khóc ngằn ngặt, ngặt vì đói sữa trong khi người mẹ trẻ đau nhức vì căng sữa thật là một áp lực khủng khiếp. Quế phải nặn sữa ra để mẹ cho cháu uống chứ nó không được bú vú mẹ đứa con chưa tròn một năm thì mẹ quế đã phải lên máy bay đến phương trời u xa vời vợi một thử thách kinh hồn với một cô gái lỡ dở cả đời vì một sai lầm trong tình duyên nhưng đó chính là động lực thúc đẩy cô nỗ lực gấp nhiều lần khả năng cắn răng chịu đựng mọi gian khổ để đạt mục đích chứng minh mình không bao giờ chịu gục ngã trước tai ương không cam nghèo túng trong thời gian ở liên xô Quế đã lao động cật lực để có đồng lương sản phẩm cao nhất đội, mặc kệ bao người sống cộng sinh để vừa thỏa mãn sinh lý vừa có điều kiện làm ăn. Quế vẫn một mình vật lộn với cái nghèo, cái khó. Chuyện trai gái được kia ổn ý xung quanh không mảy may tác động đến người đã trải nhục nhã nên chui rèn ý chí sắt quyết vươn lên bằng sức của mình cây động cơ thỏa mãn bản năng xác thịt không còn đến một mg nào trong tâm trí quế. Cô chi tiêu rẻ sẻn từng cô pách, su tiền liên xô, để học theo mọi người mua hàng gửi về Việt Nam. Người nhà ở quê nhận rồi bán hàng giúp. Một phần tiền để nuôi con, một phần tích lũy bằng vàng, ngoại tệ. Còn lại mua hàng từ Việt Nam gửi hàng sang Liên Xô cho cô bán để tái mở rộng làm ăn tạo ra vòng quay đồng tiền với siêu lợi nhuận cho chính mình. Nên khi Quế trở về thì cô đã có khoản vốn không hề nhỏ. Đặc biệt là khi đó cô đã có cho mình một tư thế tự tin, làm chủ cuộc sống của chính mình. Khi ấy, đứa con đã hơn 5 tuổi, cứ bẽn lẽn mãi không chịu theo mẹ, vì từ lúc nó nhận thức được, bà ngoại là gần gũi nhất, chỉ có mẹ ở trong ảnh thôi trong khi các bạn trong khóa đại học của Quế mới tốt nghiệp 2 năm, vừa đi nhận việc và còn chập chững với những đồng lương công chức bèo bọt thì kẻ bỏ ngang việc học đại học là Quế đã có một khoản vốn đáng ao ước, có nghề được đào tạo ở Liên Xô, hơn nữa lại có tiền để quả cáp phải chăng, nên Quế không khó khăn lắm để xin được công việc phù hợp. Chỉ sau mấy năm ở chung phòng tập thể do có con nhỏ dù ngoài giá thú, không có chồng. Song Quế đã được công đoàn và hội phụ nữ can thiệp để được đặt cách cấp riêng một phòng ở tập thể. Thế rồi cô được hóa giá ra nhà tập thể ấy, để sửa thành nhà cửa đàng hoàng. Mọi điều kiện nhằm nuôi con một mình của người mẹ trẻ đơn thân đã sẵn sàng. Trong tâm trí, Quế đã không ngần ngại xác định mình sẽ làm mẹ đơn thân, suốt đời ở cùng đứa con thương yêu của mình hiên ngang chứng minh cho kẻ phản bội biết thế nào là nghị lực, ý chí của một cô gái bị thách thức. Đã tưởng đời chị sẽ vĩnh viễn đơn côi, thế mà có một anh chàng trai tơ trẻ trung, cao to, đẹp trai, giỏi giang và trung tình, tán mãi mới lấy được chị làm vợ. Đó là vì đã một lần bị xa ngã, Quế không có lòng tin đối với mọi lời đường mật của bao kẻ hám gái lạ, gái xinh. Bởi thế chàng cao phải mưa dầm thấm đất, phải huy động mọi khả năng, phải nhờ nhiều người tác động và nhất là phải thể hiện sự trung thực thẳng thắn. Đàng hoàng đính đạc của mình mới chinh phục được trái tim đá hóa đá của Quế. Thật xứng với những điều Quế tôn thờ, Cao thực sự là người tình tuyệt vời, người chồng mẫu mực họ không lệ thuộc kinh tế vào nhau vì người chồng có biệt tài chớp cơ hội thị trường để làm giàu bằng bất động sản. Đến giờ, đã gần 30 năm qua đi, đứa con đầu của Quế đã là tiến sĩ toán tin, đầy triển vọng. Vợ chồng cô vẫn kịp có hai đứa con chung, đủ trai gái, đẹp như thiên thần. Quan trọng nhất là chị Quế đã chứng minh được cho kẻ từng phản bội mình rằng hắn đã sai hắn phải tiếc nuối khi biết người mà hắn đẩy xuống vực thẳm cuộc đời, lại trở về hiên ngang ngạo nghễ. Không chỉ dừng ở mức sống bình dân, Quế cùng chồng lập và điều hành cả một doanh nghiệp từ trứng nước ban đầu dần trở nên hoành tráng. Điều đặc biệt, anh chồng trẻ tuổi, chỉ hơn con trai chị có 15 tuổi nhưng gia đình vẫn rất hạnh phúc, quy củ trên dưới. Mời các bạn cùng đón nghe chương 2 Tai họa không dìm được ý chí Dừng kể chuyện Bảo nhấp nháy mắt Chúng mày thấy chưa? Cụt đường trước vực thẳm còn có thể tìm được hướng tiến lên hoành tráng thế. Cớ gì chúng ta chịu đầu hàng hoàn cảnh? Hả? Trong nhóm mình, lĩnh vực này linh là tấm gương sáng đấy. Ôi trời! thời ấy chị quế có khoản đi xuất khẩu lao động để đổi đời chứ bây giờ hà bám víu vào đâu mỗi tháng bốn triệu đồng không đủ ăn nếu giờ thất nghiệp nữa thì sống bằng gì tự tin vào rồi sẽ có cơ hội phải không linh tất cả cùng nhìn linh với sự khâm phục vì khía cạnh nào đó sự dũng cảm chấp nhận gian khó của cô còn đáng nể hơn bảo cười nói nàng linh nhấp nhổm nhìn đồng hồ là biết rồi thôi cứ đi đi bọn tớ ngồi tiếp linh đứng dậy xin về trước lúc ấy cúc mới bảo vắng nó chúng tớ sẽ kể để hà biết linh đã ngạo nghễ rũ bỏ gã chồng như thế nào ừ kể đi tớ tò mò quá hóa ra chuyện tình duyên của linh cũng thật đáng quan tâm từ lần uống cà phê ấy hà đã bớt ngại ngùng việc tụ tập với các bạn vì thấy mình được quý trọng thế nhưng thêm được hà thì linh lại mất hút bí ẩn dường như cúc biết chuyện nên hóm hình bảo thôi để nó tự do đi kiếm chồng chúng mình đừng đợi nữa bảo ơi kể luôn chuyện về cái linh đi cho hà nó biết ừ cũng nhiều thú vị đấy Thế là trung tâm thông tin bảo lại kể về chuyện hôn nhân của Linh. Bọn tớ thời ấy đều biết chuyện tình yêu của nàng Linh, cũng nhiều ấy nấy lắm vì cảm giác nó hơi vội vàng, lựa chọn quá nhanh, quá đơn giản. Nói thật, thậm chí mình còn muốn can thiệp hỗ trợ, mà nó tự tin thể hiện quyết tâm cao quá nên đành lặng im. Thế rồi y như rằng, mấy năm sau mọi sự vượt tầm kiểm soát của chính Linh chuyện bắt đầu từ thời sinh viên ngày ấy sinh viên nào chẳng nghèo hà phải đi làm kiếm sống vất vào mười thì chúng tớ cũng khổ tám chín đấy chứ không sung sướng gì đâu bọn tớ toàn năm đứa ăn bốn suất cơm nhà bếp tiền một suất tiết kiệm được ấy dùng vào bao việc từ bữa ăn cải thiện ngày chủ nhật đến tuyếp kem đánh răng chung thế mà đùng một cái linh nhặt được một chàng hiện đẹp trai con nhà giàu dễ như chờ bàn tay ấy đó là lần đi thanh niên sinh viên tình nguyện linh được cử phụ trách hậu cần lo cơm nước cho lớp nó cũng chẳng giỏi giang đảm đang gì đâu nhưng có vẻ thạo việc hơn nên bị ép làm thôi ngay tuần đầu quỹ lớp bị thâm thủng nặng nề nàng linh run bần bật chưa biết phải làm thế nào thì một ông bụt như trong chuyện cổ tích hiện ra đó là chàng hiện cũng là người lo cơm áo gạo tiền cho lớp bạn ấy. Anh chàng có mẹ làm cửa hàng trưởng mộ dịch quốc doanh lừng lẫy một thời. Bố làm ở chi cục thuế, nên chắc học được cách quản lý kinh phí rất bài bản, chặt chẽ. Chính hiện đã hỗ trợ cứu cho Linh khỏi phải về xin mẹ tiền đền cho lớp. Hơn thế, ngoài khả năng quản lý siêu việt thì điều kiện kinh tế của hiện cũng tuyệt vời, nên hỗ trợ cho Linh rất mạnh mẽ điều phải đến đã đến. Khi nàng linh say chàng hiện như điếu đổ. May mắn thay ở chiều ngược lại. Hiện cũng mê tít nàng linh. Có lẽ chủ yếu bởi sắc đẹp trời cho. Đó là sự bù trừ lẫn nhau. Người xinh đẹp thì vụng về. Ấm ớ chuyện kinh tế. Người giỏi giang kinh tế thì mê tít cái vẻ xinh đẹp nguyên sơ không tì vết ấy. Tình yêu của họ cũng lãng mạn thơ mộng vì hiện đủ khả năng kinh tế để bắn quả liên tục. Khi thì hoa tươi, khi kia vòng tay, khi lại rất thực tế như tuyếp kem đánh răng hay bánh xà phòng 72%. Chúng tớ đùa nhau rằng mối tình qua chai nước mắm, vì hiện hay cho linh nước mắm. Nên bọn ở cùng phòng ký túc xá ở trường Linh Hế hết nước mắm là bắt Linh đi xin. Mà được thật, đến mức mình ở trường khác đến chơi cũng được viện trợ nước mắm. Ra trường, họ cưới ngay sau chưa đến một năm, kinh tế rất vững chãi. Thời ấy, mảnh đất làm nhà 150 mét vuông giá chỉ mấy chỉ vàng 96% mà nàng Linh và mẹ chồng đeo sùng xiềng các thứ nữ trang từ vòng cổ, vòng tay, vòng chân, khuyên tai, đến hai đến ba cây vàng nghĩa là nàng đeo trên người mấy mẫu đất hay mấy cái biệt thự. Bọn tớ đùa linh. Khi có mưa rông, cậu đừng ra ngoài kẻo vàng nhiều như thế thì dễ bị xét đánh chết đấy. Nghe chuyện đến đấy, Hà chợt nhớ ai đó cũng nói về thời đất rẻ như bèo. Liền góp một câu cho vui. Eo ơi, nhiều đất thế thì chắc phải dùng ba lô để đựng sổ đỏ, sổ hồng, thế mà không có gì đâu hả thời ấy đâu đã có sổ đỏ sổ hồng như bây giờ những người đeo sùng xiềng vàng ấy lại rất tự tin vị thế tương lai của mình rất ít người biết đầu cơ đất đai lạ thế nhỉ bạn không để ý thôi hầu hết những đại gia đất đai bây giờ đều từng có thời cơ cực đi kiếm từng đồng để tích lũy đầu cơ ơ ờ thế những người giàu thời ấy biến đi đâu còn những người giàu bằng cơ chế mậu dịch quốc doanh như gia đình nhà chồng Linh và ngay bản thân Linh thì ít người giữ được cái giàu. Của làm ra là của trong nhà, của thừa kế là của ngoài sân, của phù vân có chân nó chạy mà hà à. Ừ, có lẽ đúng nhỉ? Ừ, hãy nghe kể đã. Rồi bảo kể tiếp. Thế nhưng thời thế đổi thay ngành mậu dịch quốc doanh đi xuống nghiêm trọng cùng với nhiều chính sách kinh tế mới và nhiều biến động khác khiến thu nhập gia đình chồng Linh sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng lối tiêu dùng lại chưa điều tiết được, khiến bao nhiêu vàng, ngoại tệ gia đình chồng Linh tích lũy được đội nón ra đi dần. Chỉ khi ấy mặt trái của cuộc hôn nhân nặng mùi vật chất tiền bạc mới dần bộc lộ. Đầu tiên là ông bố chồng Linh ở chi cục thuế bị mất chức, vì những chuyện tham ô biển thủ gì đó vì thế trụ cột kinh tế không còn nền để đứng nữa thì chống đỡ được cho ai điều này làm cho kinh tế gia đình linh bắt đầu lụn bại sự đi xuống của kinh tế gia đình còn xuất hiện từ phía mẹ của hiện nữa thương nghiệp quốc doanh đi xuống những người sống nhờ vào cái thể chế ấy dần dần tứ tán có một bộ phận nhỏ thích nghi với cơ chế kinh tế thị trường thì bốc lên thành các doanh nhân nhưng đa số chỉ giàu có nhờ nằm ở một ngành nắm yết hầu kinh tế chứ không phải doanh nhân giỏi giang bị thời cuộc cho ra rìa những người này vừa mất đi chỗ dựa xưa nay vừa không thể phù hợp với cách làm ăn mới nên khủng hoảng tinh thần và kinh tế gia đình xa suốt trầm trọng mẹ của hiện thuộc nhóm đông đảo thứ hai bản thân linh vốn nhà nghèo chỉ khi lấy chồng mới bị nhiễm thói tiêu dùng xa hoa khi lại phải trở về với cái máng lợn thì tuy bị sốc nhưng cô thích nghi khá nhanh chính hiện quen sống với tiền bạc vung vinh nên không thể điều chỉnh được hợp với điều kiện cuộc sống mới ít tiền đồng nghĩa với ít quyền lực từ chỗ tiêu pha phóng tay và cũng để cho vợ là linh chi tiêu thoải mái khi gia đình gặp khó thì chàng hiện nhảy sang thái cực ngược lại với tài quản lý kinh tế vi mô anh kiểm soát chi tiêu gia đình một cách cực đoan linh như bị rơi thẳng đứng từ đỉnh núi xuống vực thẳm khi phải xin tiền chồng để đi chợ từng bữa mỗi lần đi chợ về phải quyết toán với chồng đến từng đồng đương nhiên những cuộc cái vã tuy chỉ kín đáo giữa hai vợ chồng song diễn ra triền miên liên tu bất tận và ngày càng to tiếng hơn do ức chế chuyện tiền bạc chi tiêu hiện đã như một con người khác nhiều lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ nhiều khi mặt linh sưng húp, phải đeo kính đen bản to, chùm khăn kín mặt để đi làm. Nền móng gia đình bị lung lay đến tận gốc rồi, không dễ bình thường hóa, dù linh cố giấu bố mẹ đẻ, không cho bạn bè biết. Cú sốc lớn nhất chính là vụ người ta đến kê biên tịch thu căn nhà của bố mẹ hiện. Hóa ra, ông bố chơi cờ bạc từ thời còn chức vụ to cơ. Nhưng khi ấy xếp chi cục thuế có tiền biển thủ nên bù đắp vào khoản đánh bạc. Không ai biết được. Mất chức rồi nhưng máu cờ bạc thì không mất đi theo chức. Thậm chí còn muốn gỡ gạc lại sự hụt nguồn tiền. Thế nên cờ bạc là bác thằng bần. Việc mất cả căn nhà đang ở là lẽ thường. Không còn cách nào khác. Bố mẹ hiện phải dọn sang ở với vợ chồng Linh. Ti tỉ mâu thuẫn này sinh do sự thiếu thốn tiền bạc mà ra ngoài ra sự khác nhau giữa các thế hệ cũng rất sâu sắc ngoài vợ chồng linh cãi nhau thì vợ chồng bố mẹ chồng cô cũng cãi nhau thêm hiện cãi nhau với bố mẹ là người ở giữa nên linh luôn bị mẹ chồng kéo ra chửi nữa cuộc sống căng như dây đàn song vẫn chỉ tạm chấp nhận được mấy tháng thì đến lượt chính ngôi nhà vợ chồng hiện linh phải giao bán vì bà mẹ hiện chơi số đề nên bị người ta tịch thu nốt cả căn nhà này. Vốn dĩ nhà của bố mẹ cho vợ chồng Linh, hiện ở nhưng chưa hề chuyển tên con họ. Đến lúc này cô mới biết là dại khi mấy năm trước bị dục đi làm giấy chủ quyền nhà đất thì lười, không chịu làm. Ông bà nội đi thuê một nơi, vợ chồng Linh thuê một nơi ở và vì chuyện tiền bạc khó khăn nên cả hai cặp đều suốt ngày cãi nhau như mổ bò lá đơn ly dị chỉ là thời gian nào gửi lên tòa án thôi vì họ đã viết rồi ký từ lâu đến mấy lần rồi mỗi người đều giữ trong tủ của mình mấy bản cuộc chia tay thật chóng vánh vì tài sản chung không có hai đứa con thì thằng lớn hiện nhận nuôi thực ra ông bà nội nhận chịu trách nhiệm thằng nhỏ do linh nhận nuôi thực chất cũng nhờ ông bà ngoại là chính linh là người đặc biệt cô ly dị cách đây thực ra không lâu thế mà bây giờ đã nhanh chóng thăng bằng được cuộc sống mới rồi trong lần có mặt cả linh mọi người thể hiện ái ngại về cuộc sống của cô linh hắt mái tóc bồng ra sau bảo trời không sập đâu đời còn dài với mỗi chúng ta mà không phải linh mà cúc đã kể cho hà về những khó khăn khi vợ chồng linh cơm không lành canh không ngọt cũng tưởng là bước đường cùng của đời người đàn bà hầm hiu rồi thế nhưng quả là hà thấy linh chấp nhận việc bất hạnh cứ ngon ơ cúc bảo với hà đến bây giờ cái linh và con vẫn phải thuê nhà để ở lương phải dành thuê nhà hết một nửa vậy mà nó vẫn sống sờ sờ ra đây này dù đã chút hết mấy cây vàng nữ trang hình hải gốc của linh vẫn xinh đẹp chán thấy chưa lần uống cà phê thứ mấy khi hà đang trên bờ vực của thất nghiệp nên cô chỉ ngồi buồn rầu chẳng nói chuyện gì trái với vẻ tự tin như mọi khi mọi người bỗng nhìn thấy linh đỏ mặt vừng vỡ khiến cả mấy đứa cùng để ý cô lý nhí nhân tiện đây tao thú thật tháng sau tao cưới chúng mày ạ tất cả cùng ổ lên chúc mừng linh tiếp anh ấy cũng đã qua một lần đò có một đứa con với vợ trước, nhưng cô ta nhận nuôi con. Chàng bao nhiêu tuổi, cưới xong chỗ ở thế nào? Anh ấy hơn tớ 10 tuổi, có nhà riêng của bố mẹ để lại, nhưng ông bà đã đi ở với anh con cả ở Hải Phòng rồi. Vậy là tốt quá, chúc mừng. Đấy, Khê Hà cứ nhìn vào mặt tin, thất nghiệp đã nhằm nhỏ gì, đời không đến nỗi đen tối như mày nghĩ đâu hà tò mò hỏi quen nhau lâu chưa mà cưới nhanh thế linh ơi biết nhau khá lâu rồi nhưng yêu nhau thì cũng chưa lâu đâu hả có điều có điều con cúc đanh đá chụp lấy ngay ý ngầm lại có thai rồi đúng chưa à Ừ. không khai đi chị tha cho à Ừ hình như thế dễ dãi quá là khổ đấy em linh ơi lỡ ra rồi chúng mày ạ à, đã gần một năm kể từ khi ly dị tao khô như khúc gỗ không hề có nhu cầu gì thế mà với anh ấy tao như con điên ấy vô vập háo hức lăn xả thế nên thôi yêu thì phải dâng hiến tốt thôi mà chúc mừng mày chỉ có điều đừng để vàng với kim cương nó hành cho khổ như đã từng thôi. Hí hí, mối tình này không có vàng với kim cương. Cả nhóm vui như hội với cái tin linh có thai khi chưa cưới lại, nhưng không biết cô sẽ hạnh phúc hay lại khổ đau. Mời các bạn cùng đón nghe chương 3, bờ vai bạn bè từ hai năm trước linh ly dị hóa ra lại rảnh thời gian hơn nên bạn bè thân của họ gặp gỡ cà phê cà pháo nhiều hơn một lần cô bảo nhất thiết chúng mình phải kéo cái hà vào nhóm trở lại cho vui chúng mày nhé ừ ờ, ai cũng thích sáu đứa xưa luôn có nhau giờ còn bốn gần nhau mà chẳng thấy thân thiện mấy nhưng hà hoàn cảnh quá phải khéo léo nhẹ nhàng vì nó tự ti lắm cứ gọi nó đi cho vui, quyết kẻ tạo cô nàng này. Nói là thế, nhưng vì rất nhiều lý do, mãi vẫn chưa thực hiện được. Lần này bảo phải ra tay, đến gặp tận nơi để mời Hà. Sau một hồi chối loanh quanh, cô mới nhận lời. Đang làm công nhân may lương tháng kể cả tăng ca, tăng giờ được khoảng 4 triệu đồng, cuộc sống phụ thuộc vào chồng nhờ các bạn cũ khai phá văn minh mà hà bỗng phát hiện ra cuộc sống ngoài bốn bức tường xí nghiệp may và ngoài căn nhà nhỏ của mình thật sôi động phong phú nhất là không ai kỳ thị một công nhân may công nghiệp như cô luôn quan niệm ấy là hôm xí nghiệp may giãn việc thực chất là chưa có đơn hàng nên việc làm đã ít lại thêm thất thường hàng ngàn công nhân ở vào thế nửa thất nghiệp nghỉ ở nhà mãi đến phát chán bởi thế hà liều mình nhận lời của bảo là người đại diện mấy đứa bạn cũ đến mời cô đi uống cà phê nghe nhạc suốt bao năm hà cặm cụi làm thợ may chẳng biết cái quán cà phê thế nào trước đây cô chỉ đi qua hít hà mùi cà phê thơm phức luôn nghĩ đời mình chẳng bao giờ có cơ hội bước chân vào chốn chỉ dành cho những người nhà giàu ấy hôm nay bỗng nhiên được các bạn chiêu đãi một bữa thư giãn thật sung sướng cái gì trong quán cũng đẹp, hấp dẫn. Ai cũng thân thiện mỉm cười với cô chứ không khinh đứa thợ may như cô từng nghĩ trước đó. Đành rằng bộ quần áo hà mặc chẳng biết thuộc trường phái mốt thời nào. Cái áo cũ của chị họ đã 60 tuổi cho. Cái quần lấy của mẹ lúc mẹ lâm chung. Còn đôi dép thì đi chung với con gái. Tất tật từ tóc đến da. Từ móng tay đến hàm răng của cô đều chỉ giữ sạch sẽ chứ không hề được chăm sóc chứ nói chi đến làm đẹp. Thế nhưng ở đây không ai để ý đến những điều ấy cả. Chỉ mỗi con Cúc nhìn từ đầu đến chân Hà. Bảo. Da trắng mà nàng mặc áo đậm màu, nổi bật hẳn lên, đẹp dân dã một cách rất chuyện làng quê. Ghen tị quá đi nàng ơi. Hí hí, mày trêu chọc tao chứ gì? khích bác dân nghèo cũng là tội ác đấy. Thật mà, tao mơ được màu da của Hà đấy. Cô thấy Cúc nói rất chân tình, chắc là thật lòng nên cũng nhìn lại mình. Rất có thể suốt ngày cô ở trong xưởng may, hễ ra ngoài thì lại tùm hụp cái khăn nên có tiếp xúc nắng bao giờ đâu mà chả trắng. Ngược lại, Cúc hết du lịch tắm biển Phú Quốc lại nhông nhông chạy mua hàng thì đen là phải rồi đám bạn của Hà thì thật tuyệt vời. Chúng không hề coi thường hay phân biệt đối xử vì cô ít học hành, như chính Hà thường định kiến. Sự vô tư thoải mái của các bạn đã dần xua cái ngại ngùng của Hà đi. Cô thấy mình như trở lại thời học phổ thông vậy. Con bảo vừa nhấp ngụm ca cao, vừa ngả người nhìn Hà cười giả lạ. Phán. Con Hà giữ dáng sinh phết khối dai từ trẻ đến già ngóng theo đến vẹo cổ. Nhiều thằng chết và bị thương. Sao công nhân may lại có thứ gái xinh đẹp như mày mà lại không bị xếp giám đốc ăn thịt à? Úi giời! Bọn 18, 20 vừa trẻ vừa sinh đầy ra. Thứ đã 35 tuổi hết đát như tao. Bọn có quyền lại nhiều tiền nói ỉa vào. Mang giao bán tao hạ giá mỗi đêm một bát phở cũng có chó nó thèm thuê liệu đấy êm ạ, à, nó lại trả nhai cả xương ấy. nàng bảo hấp hái mắt nhìn hà tiếu táo thêm. đừng có chủ quan, khối đứa muốn sơi tái đấy, em gái ạ, à, sinh càng phải lo giữ mình hơn, giữ cho đứa đếch nào đây. đợi đấy, hà cũng đáo để đùa cợt. hí hí, tao có, éo gì để mất mà giữ chứ bao lâu nay không biết thằng đàn ông là loại động vật quý hiếm gì mà không hề nhìn thấy. Tao mong mãi xem có đứa nào điên hiếp mình mà có. Éo đâu. Mày sẽ ân hận về câu nói ấy đấy. Hí hí. Ở đấy chảo rồi. Có quấy thì tao chỉ có lên chứ có xuống đâu được nữa. Đừng có vừa tự ti vừa chủ quan thế nhé. Cô bé xinh xẻo. Hức trong đám bạn học phổ thông ở thành phố nhỏ này cùng hà cô là người thiệt thòi nhất vì không được đi học đại học đồng nghĩa không có cơ hội tiếp cận cuộc sống thành thơi đường chồng con cũng không bằng bạn bè chúng nó dường như đã thuộc đẳng cấp khác với xe hơi quần áo son phấn hàng hiệu du lịch hết trong nước đến nước ngoài ngay việc lấy chồng Bọn bạn yêu lãng mạn rồi cưới với tuần trăng mật đi du lịch. Còn Hà chỉ là để ý nhau, thấy đám cưới chính mình cũng chỉ là ngày không cần đi làm và được ăn ngon hơn, một mình nửa đĩa xôi. Khi ấy Hà chỉ nghĩ đời người thì ai rồi cũng phải thế, lấy chồng có nghĩa rằng có hai cái giường đơn ghép lại. Thế là xong ấy mà. Cưới hôm trước, hôm sau hai đứa chở nhau bằng xe đạp đi làm thay vì mỗi đứa đi một cái. Thế rồi cũng chữa, cũng đẻ, cũng nuôi con, khổ nhiều hơn sướng, buồn nhiều hơn vui. Số phận như thế, Hà đã chấp nhận mà chẳng thắc mắc, đòi hỏi gì, thậm chí coi sự khổ cực đó là điều đương nhiên. Số kiếp mình như thế. Nhưng đến bây giờ, sau bao nhiêu năm từ ngày nghỉ học đi làm chẳng khi nào Hà có ý nghĩ so bì với bạn bè, với mọi người xung quanh, cô cũng chẳng để ý cái hình hài của mình thế nào khi linh cảm đàn ông dán mắt vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình bị trôi đi ngay bởi cơm áo gạo tiền bởi vậy khi con bảo nói thì chính hà mới nhận thấy dù vất vả thiếu thốn thế nhưng về hình thức bề ngoài từ ra đến dáng cô thật ra cũng không thua kém bạn bè nhiều có khi còn đôi nét trội hơn chúng nó rực rỡ bằng sửa sang bởi bao bì hàng hiệu, nếu cô được như thế thì đâu có kém." Ngắm Nghĩa Hà, rồi bảo nói thêm: "Mày bị cuộc sống thiếu thốn nó đè nén, nên da không có mỹ phẩm bảo dưỡng, tóc không được chăm sóc, chứ mọi nét gốc vẫn thanh tân, còn đẹp hơn chúng tao nữa. Hà nếu được hưởng đời sống dư giả hơn một chút thì nhiều thằng chết, một số đứa hy sinh, kể cả dê con lẫn dê già." có mà mơ à chưa biết đâu đời còn dài dài còn nhiều mà em ơi hứ sau một hồi nhộn nhạo về tin linh sẽ tái hôn chính linh không thích nói về chuyện của mình nữa nên lái trở lại chuyện của hà hà ơi tin tao đi cuộc đời công bằng lắm khốn khổ cũng như tao là cùng thế mà tao vẫn vượt qua đấy mày còn sướng hơn tao vì mày vẫn có vợ có chồng, sự đồng lòng thì tát bể đông cũng cạn, tao đã thất thế vì không hề có cái gọi là đồng lòng. Thế nhưng mất cái này thì có cái khác, yên tâm đi, thực ra mày chỉ khó khăn kinh tế thôi. Khó đấy mà không bế tắc, không cùng đường như tao đã từng đâu. Cúc xem vào, thực ra linh bị mắc cạn chính vì yếu tố kinh tế nhưng có lẽ ở chiều ngược lại với hà đấy mình đã tâm sự hôm trước với linh rồi yếu tố lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống quan trọng lắm đấy đúng vậy gia đình tay chồng cũ của linh đại diện rất sắc nét cho số ít người biết chớp cơ hội lách trong khe hở của chế độ bao cấp họ giàu có tiền bạc nhờ thể chế không phải bằng mồ hôi xương máu của chính mình nên bị chính cái giàu có ấy nó chèn chết kia linh chỉ là nạn nhân thôi đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ linh công nhận luôn đúng là khi ấy bị sự đời cuốn đi chẳng có chút suy tính tỉnh táo nào cả khi dần nhận ra thì không thể gỡ được nữa để mặc nước chảy bèo trôi bảo cười hỏi giờ thì nàng tỉnh táo suy tính rồi chứ tớ thấy cậu hình như vẫn quyết định nhanh quá đấy linh ạ à. yên tâm mình hẹn rồi tuần sau sẽ cùng chàng đi uống cà phê với gia đình các bạn để mọi người bình phẩm chấm điểm thoải mái tớ không giấu giếm gì cũng không trách ai can thiệp vào chuyện riêng tư đâu vô tư đi xoay thế nào vẫn về chuyện của linh nên hà tư lự nói ai cũng có khó khăn của mình nhưng tớ khó đến mức không thể gỡ được các bạn ạ không hề có chút ánh sáng nào cuối đường hầm giờ giá trị nhất mỗi căn nhà gia đình chồng cho đất, hỗ trợ xây nhà. Nhưng vợ chồng mình không thể đẽo ra ăn được. Không có vực thẳm nào không tránh được Hà ơi. Cả hai vợ chồng đều có việc làm thất thường. Mình nửa thất nghiệp, nhiều lúc cảm thấy bế tắc khi tha thần ngoài chợ. Không biết mua thức ăn gì cho con, vì trong tay còn có 15.000 đồng. Bảo Trâm giọng nói. Bình tĩnh, đâu có đấy. Chúng tớ giờ không giàu có, xong đều khá ổn rồi. Kể cả Linh cũng sắp ổn, sẽ hỗ trợ bạn tìm ra cách kiếm sống chính đáng, đàng hoàng. Con Cúc phụ họa vào lời của Bảo. Mày mà làm dịch vụ, đông khách đấy, kể cả khi buồn như lúc này. Nụ cười của nàng khiến khối anh từ chết đến hy sinh như ngả giả. Cô vốn tự ti, nên cũng chẳng tin lời chúng nó đâu. Nhưng nghe cũng sướng cái bụng. May mắn vẫn còn mấy đứa lấy chồng rồi mà vẫn có điều kiện khá gần nhau. Vẫn giữ được liên lạc để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nhiều lúc cô cũng tủi thân vì sự kém may mắn của mình. Tự nhiên kết cúc lại khui kỷ niệm xưa ra. Thế là Hà có đề tài để kể giải bày. Ngày ấy, khi các bạn nhận giấy gọi đại học thì Hà ngậm ngùi cất cái giấy gọi ấy vào đáy hộp đựng đồ dùng cá nhân để đi làm kiếm tiền giúp mẹ nuôi em. Bố Hà vừa bị tai nạn lao động rất nặng, bị tổn thương xương sống nên bao nhiêu tiền bạc dồn vào cứu ông. Khốn nỗi, ông không ra đi ngay, nhưng bệnh tình khiến của cải tích lũy được bay đi gần như sạch bách trước khi ông tử giã cõi trần cái duy nhất ông bố để lại được là căn hộ ở trung cư được cấp theo tiêu chuẩn còn ngôi nhà nhỏ mà mẹ con hà sống là nhà của tổ tiên bên nội để lại ông bố được thừa kế một cái là căn hộ trung cư chưa hóa giá một cái nhà kiêm nhà thờ họ của tổ tiên để lại nên không thể bán được chứ nếu không có những ràng buộc ấy thì cũng đã ra đi hết rồi thuở ấy không được đi học đại học Hà phải đi làm trổi đót, được hơn 100.000 đồng mỗi tháng, phụ giúp mẹ cho các em ăn học. Cô đã thuộc một tầng lớp khác các bạn cùng lứa, để nhập vào đội quân đông đảo những người lao động bần hàn, thấp kém nhất. Nhiều lần, Hà phải tránh đi lối khác khi nhát thấy các bạn ngồi ăn quà vặt bên đường. Họ ăn mặc đẹp, đi xe đẹp, khuôn mặt luôn tươi hồng khác hẳn cô với bộ quần áo công nhân giản dị tóc tai không chải chuốt mặt tái nhợt da rẻ chẳng mịn màng trước đây hà thuộc diện xinh xắn nhất nhì nhóm bạn học cũng giỏi giang không kém đứa nào cuộc đời thật bất công đã cho các bạn tất cả lấy của hà đi mọi thứ thế rồi đất nước bắt đầu mở cửa những xí nghiệp may mặc mọc lên Hà gia nhập đội quân lao động phổ thông ấy với đồng lương rẻ mạt cho 12 tiếng làm những động tác đơn điệu. Chỉ cần cô đi vệ sinh nhiều hơn là đã bị nhắc, lặp lại thì bị trừ lương. Cuộc sống cứ thế trôi đi, hóa là một thợ sửa chữa điện trong xí nghiệp may đã đến với cô. Tình yêu của thợ cũng giản dị, đơn giản, chỉ mấy tháng sau họ đã cưới. Họ được bố mẹ chồng cho một mảnh đất vốn mẹ của hóa được thừa kế từ bố mẹ đẻ vị trí cũng khá gần nhà chồng chỉ là đám ruộng rau muống vốn để hoang đã lâu rồi vợ chồng hà tích cóp bố mẹ hai bên giúp để họ dựng lên một ngôi nhà tranh vách đất nhỏ xíu trên mảnh đất ấy thế rồi con gái ra đời với bao thiếu thốn của cặp bố mẹ trẻ thế nhưng gia đình họ vẫn rộn vang tiếng cười đến khi các bạn cùng lứa 22 đến 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, thì Hà đã có chữa đứa thứ hai. Lại chồng chất khó khăn, con bé lớn phải gửi về cho bà nội nuôi giúp, còn bà ngoại chạy qua lại giúp chăm đứa thứ hai. Thế rồi lần hồi cuộc sống cũng khá dần. Vợ chồng đã dựng lên được ngôi nhà cấp 4 thay cho căn nhà tranh vách đất, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ chồng. Con cái lớn lên cũng học hành đến nơi tới chốn. Vợ chồng Hóa Hà được coi là khá rảnh rang hơn vì con cái lớn trước. Các bạn khác vẫn ôm những đứa trẻ oe oe. Nhưng khó nhất của Hà chính là cả hai vợ chồng đều có việc làm bấp bênh. Thu nhập đã thấp lại thất thường. Cái nút khó gỡ này không hề dễ vượt qua. Thật ra, Hà cũng còn may mắn vì mẹ đẻ tuy không trợ giúp được nhiều, nhưng cô không phải hỗ trợ kể từ khi lấy chồng. Trong cái khó, ló cái khôn. Mẹ đẻ Hà học tập người ta cũng buôn tem bán phiếu, rồi mua hàng Việt Nam cho những người đi xuất khẩu lao động, mua hàng của họ gửi từ nước ngoài về để bán lại. Nhờ thế bà nuôi cho mấy em của Hà ăn học trưởng thành, đủ tiền để hóa giá căn hộ chung cư, rồi lại xây căn nhà cạnh nền nhà cũ giờ vẫn giữ để làm nhà thờ tộc hơn 10 năm sau, nghĩa là những năm hiện thời 2010. Khi đã ở tuổi 35 thì mọi sự đã khác nhiều. Đứa lớn con Hà đã mười mấy tuổi, học trung học cơ sở. Đứa nhỏ đã học cuối tiểu học thì Hà thấy mình không còn quá thua thiệt nữa, dù cô vẫn ở đẳng cấp dưới so với bạn bè. Chúng nó giờ đây đang ở đỉnh cao, chồng bảo là xếp to, nhà cúc cũng khá giả đứa nào con cái cũng đã lớn rồi nên rảnh rang nhiều hơn cánh bảo cúc linh đã kết nối lại để bạn bè gặp nhau trao đổi dăm câu chuyện đời linh cấu cho hà một cái khi thấy cô ngẩn ra mắt mơ màng tận đâu đâu ấy nó bảo thả tâm hồn tận trốn nào vậy nàng giật mình trở lại thực tế đang ngồi cà phê với các bạn tham gia trở lại câu chuyện của mấy đứa bạn từ thời con cháy cắn đôi. Hà thủ thì. Tao làm thợ may, lương ngày càng hẻo, lấy đâu tiền son phấn trang điểm. Chồng bỏ việc sửa chữa điện ở công ty may về lái, taxi cũng chảy mặt ngoài đường. Tháng chưa nổi 300 ngàn đồng. Thợ may 35 tuổi bị coi là già lắm rồi. Mắt kém đi, tay chậm, không linh hoạt nên hay mắc lỗi lắm sản phẩm ít thì thu nhập thấp thế mà toàn bị trừ tiền lương vì chất lượng sản phẩm thấp do lỗi chúng mày có cửa nào cứu tao với tao không xin tiền đâu chỉ xin một việc làm ổn định có tiền đủ nuôi con để thoát khỏi bế tắc cứu cái gì sinh thế mở quán cà phê như thế này hay mở hàng ăn là thắng nhất đấy chỉ cần may sắm quần áo tân thời hơn khéo trang điểm thêm chút còn mặn mà chán hơn cả mấy đứa tao đấy mày nói như người trên trời rơi xuống ấy vốn đâu ra mà làm hà mày làm nhỏ thì tích tiểu thành đại làm hoành tráng thì huy động anh em bạn bè cho vay mượn người ta làm được mày làm được chứ mày đâu có như bọn tao lỡ vào công chức rồi bỏ thì tiếc ở làm thì tức thấy cơ hội mà chẳng dám bỏ việc để đổi đời nói rồi con bảo tính toán vốn liếng để mở một quán cà phê hoặc hàng ăn mới phát thảo kiểu gì cũng cần vốn cả mấy chục triệu đồng đó đương nhiên là một quả núi hà bất khả vượt qua cô thở dài sườn sượt nói làm gì cho tao buồn vốn liếng đâu cả mấy trăm triệu đồng mà làm nếu có cả trăm triệu đồng thì vợ chồng tao đã mua cái xe góp với công ty taxi để kiếm thêm rồi đừng nói chuyện xa vời tao thêm tủi thân. Cái gì thực tế với tao, lấy công làm lãi ở thời thất nghiệp giờ này ấy. Con Cúc thực tế hơn, bảo. Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, đừng với quá đà làm gì cho khổ hà ạ. À. Mày cứ làm thúng sôi buổi sáng, thúng trứng vịt lộn buổi chiều kiếm chục nghìn đồng mỗi ngày thì đâu có quá khó. Bảo hùa vào. Ờ, có lý đấy hãy bắt đầu bé nhỏ như vậy đã hà ơi chúng tao sẽ hỗ trợ cho cảm ơn chúng mày để tao suy tính thêm đã đừng tự ti thời đi học mày giỏi nhất xinh đẹp nhất chẳng qua điều kiện gia đình mới khiến mày không thể vào đại học được đứa nào cũng thương mày cả mà không bao giờ tụi này bỏ rơi mày đâu hu 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 bảo nói thêm Tuần sau rủ cả chồng đi uống cà phê Hà nhé. Bọn này thường đưa cả phu quân hoặc bạn trai đi cùng vui. Ối. Không. Chưa bao giờ. Không bao giờ đâu. Vợ chồng mình chẳng bao giờ đi cùng nhau thế cả. Ai đi việc nấy. Anh hóa nhà mình làm lái xe rảnh lúc nào là rủ bạn bè bù khú rượu chè chứ có bao giờ đi cùng vợ chứ. Người lao động chân tay mà. Có phải trí thức như các bạn đâu đừng quan niệm như vậy ai cũng cần giao lưu tương tác ai cũng nên có những phút giây lãng mạn để đời đẹp hơn nhưng chắc mình không thế đâu các bạn không hiểu về người lao động ở đáy xã hội rồi dù chưa định dạng được rõ ràng một cách kiếm sống nhưng hà nhận thấy rõ mình có một chỗ dựa là các bạn yêu mến của mình Mời các bạn cùng đón nghe chương 4 Có chí thì nên Thành công ban đầu Đúng giai đoạn xí nghiệp may ít việc do không có đơn hàng từ nước ngoài Hà nghỉ mấy ngày vơ vẩn ở nhà thì chán quá Liều thực hiện phương án mèo nhỏ bắt chuột bé của Cúc gợi ý Cô ngẫm Bao nhiêu người còn khó khăn hơn Người ta vượt qua được lẽ gì mình không thể khắc phục khó khăn nhỉ? Hơn thế, có mất gì đâu, vốn liếng của mình chỉ mỗi nghèo nàn, cực khổ thôi, mất thì còn gì tốt bằng. Thế là Hà gọi điện cho Cúc, cô bạn sốt sắng hỗ trợ đi ngắm nghía nơi bán, xem cách làm xôi, cách làm nước chấm ăn trứng vịt lộn. Hóa ra cũng không đơn giản chút nào cả, phải ghi chép, phải thử, phải hỏi thêm, phải làm đi làm lại mới ra hồn. Được cái tính hà tỉ mẩn những việc rất phụ nhưng vẫn chú tâm như cái vỏ trứng mà cũng phải rửa trắng bóng mới luộc sôi thì không để lẫn một hạt lúa vào ngày đầu lóng ngóng làm có một kg nếp mà hà bán không hết chính con cúc mua giúp phần còn lại hòa vốn vì con bé mận đòi ăn mất một ít của mẹ mua hai chục trứng vịt lộn bán được mười bốn quả ế e sáu quả con linh mua hỗ trợ bốn quả còn hai quả mang về cho hai đứa con nếu bán cả thì lời mười nghìn đồng nhưng con ăn thì cũng coi như có lời rồi sau mấy ngày hà bắt đầu để ý ngồi chỗ nào cười thế nào chào mời ra sao để người ta mua hàng cho mình mọi thứ cứ tiến bộ dần nhờ sự rút tỉa kinh nghiệm từ chọn chỗ ngồi sáng sủa thuận tầm nhìn dễ dàng cho người đi xe máy rừng tư thế ngồi để đèn hắt lên thấy mặt mình hồng hào để khách thấy gần gũi thân thiện cách pha chế nước chấm để mọi người thấy ngon đến cả cách trang điểm cách chọn màu áo cách buộc tóc lời mời chào các bạn cũng hướng dẫn để hà thay đổi liên tục không chỉ là học từ bạn bè hà cũng học luôn từ khách hàng của mình nữa hôm qua một chị dừng mua trứng vịt lộn bảo em bán hàng buổi tối đèn đường nhạt nhòa thế này mà lại mặc cái áo đen nữa thì ai nhận ra phải như thế nào hả chị mặc cái áo sáng màu một tí em ạ à. chọn cái đèn có thông phong hắt ra ánh sáng hồng tươi hơn rồi xoay góc để khi hơi ghé mặt vào thì khách thấy mình tươi dạng ngời vậy thì ai chẳng thích mua hàng vì má nàng cứ hồng thắm lên lại khoe được cặp môi khi cười tươi nữa vâng em cảm ơn chị đã tư vấn ạ à. hôm sau vẫn chị khách hàng ấy bảo đấy kỹ thuật đã điêu luyện hơn mấy hôm trước rồi cái tay em đưa hàng hơi ngửa ra cái tay nhận tiền xòe ra khéo khéo gớm hí hí là em học theo chị bảo của chị đấy ạ à. thực ra hà hoàn toàn không biết điều này chỉ làm tự nhiên thôi xong khi đã được góp ý thì điều chỉnh để làm theo luôn vậy mà chị khách hàng vẫn nói thêm nhưng nếu thúng hàng đặt trên một cái giá cao thêm một gang tay tức khoảng 15 đến 20 cm em ngồi cao thêm một chút thì vừa tầm với tầm nhìn của người mua em ạ à. Cảm ơn chị ạ à. mà em xoay nên ngồi chéo thêm một chút đi đa số người đi bên này đường thấy rõ em còn bên kia đường họ cũng thấy ở góc khác cô áp dụng luôn những chỉ dẫn được chị khách hàng khen đúng rồi em rất khiêm tốn học hỏi mọi cải tiến cách bán hàng đều mang lại hiệu quả thấy rõ cô bán hàng được nhiều hơn cả người đã bán lâu năm ở gần đó một bà già đi xa cả mấy trăm mét đến mua của hà tiết lộ một điều chính cô chẳng để ý Cả khu vực này mỗi mình cháu bán hàng mang về đựng bằng bao ni lông trong Mấy quán kia dùng bao tái sinh. Đáng ra bao tái sinh không nên dùng đựng thực phẩm dùng ngay cháu ạ. À. Vâng con cảm ơn cụ ạ. À. Nhưng giá con chọn chỗ ngồi lệch ra phía nam thêm 10 mét thì luồng cát bụi gió ô tô rẽ trái gây ra sẽ không theo luồng gió tạt vào nơi khách ngồi ăn. Ồ, đúng cụ ạ. À. Con xin sửa ngay đây ạ. À. Còn ngoan lắm. Chúc con bán đắt hàng. Vâng cảm ơn cụ ạ. À. Niềm vui bán hàng khá lên thì về đến nhà Hà lại móc bực mình. Vì chồng gần đây thường về rất muộn. Tối nay hóa cũng lặn đi đâu mất. Đêm vẫn chưa về lo giúp con cái. Nhà cửa. Thế là đêm hai vợ chồng vẫn còn cãi nhau trí tử. Nhưng rồi Hà vẫn phải vừa lo cho con vừa chuẩn bị để hôm sau bán sôi sáng. Được cái, gã chồng dịp này rất lười chuyện ấy nên cô muốn làm gì thì làm, không hề bị làm phiền chuyện tòn ten như mọi khi. Chỉ 10 ngày sau, mỗi buổi sáng Hà đã bán được lượng sôi của 3 kg nếp, buổi tối bán được gần 50 quả trứng vịt lộn. Điều quan trọng là Hà rút tỉa ra được cách cười, cách nói, cách gói hàng để khách hài lòng và thích quay lại ăn tại chỗ hay mang về. Đã thấy niềm tin cuộc đời đỡ vất vả hơn. Khi Hà thất nghiệp mà vẫn có thể bán hàng, có thu nhập mỗi ngày mấy chục nghìn đồng. Khoản tiền rất quan trọng, đủ đắp điếm tạm tạm nhu cầu sống đạm bạc của gia đình. Hai đứa con tươi hơn hớn vì mẹ cho ăn ngon hơn, no hơn để đi học, khiến Hà vui thêm xong niềm vui ngắn chẳng tẩy gan, không thể ngờ đến một hôm Hóa chồng Hà đi làm về với khuôn mặt đầy hối lỗi, ra chỗ vợ đang bán trứng vịt lộn, ngồi bên thủ thì rồi nói: anh xin lỗi em. Hà Linh cảm thấy điều gì đó rất không bình thường, vì xưa nay Hóa vốn đơn giản, chẳng rào đón, tế nhị thế bao giờ, nên cô hỏi luôn: chuyện gì mà úp mở thế? kiếm được món ngon hay chúng ông khách sộp à? Anh, anh, anh lỡ quan hệ với một người phụ nữ. Mới chỉ nghe thế, chân tay Hà đã rụng rời, không còn bình tĩnh được nữa. Cô đánh rơi luôn bịch nước mắm vào cái đèn, tắt ngấm. Cơ thể cô trong phút chốc mất hết mọi sức lực, như không phải của Hà nữa. Cô mất thăng bằng, ngã rúi mặt vào thúng trứng rồi bật lên như cái lò xo, hét lạc cả giọng. Cái gì? Anh đã làm cái gì? Cô ấy lỡ có thai với anh rồi. Hả? Ai có thai? Có vẻ như Hà không hiểu. Hỏi lại. Ai? Bạn anh? Cái sen ấy? Bạn gái anh ư? Chẳng hiểu cái bình tĩnh ở đâu ra mà Hà vừa mất tự chủ giờ có thể ôn tồn hỏi như thể cùng bàn một công việc rất thiện trí rồi bỗng chốc lại cô chuyển sang giọng ác nghiệt được liền anh tính làm gì đây anh anh không biết phải thế nào hay hay để tôi giết cả hai để các người sang thế giới bên kia mà yêu nhau nhé hay mấy mẹ con tôi tự tử nhỉ anh anh xin phép em được qua lại thực hiện trách nhiệm với cô ấy hả nghĩa là anh bỏ tôi đi với gái trẻ ư lấy nó làm vợ luôn hả lọ nước mắm đổ nghiêng trên thúng hà cầm hắt thẳng phần còn lại vào mặt hóa hét lên nhưng lạnh băng cút anh cút đi đi với nó đừng nói gì với tôi nữa đừng trở về nhà của mẹ con tôi nữa khi cô với cái ghế để phang thẳng vào mặt kẻ phản bội thì hóa thấy nguy hiểm nên bỏ chạy. Được 50 mét thấy đã an toàn. Anh lưỡng thứng đi về nhà. Đầu óc bấn loạn xong Hà vẫn tiếp tục ngồi bán hàng và nghĩ phương án xử lý. Thế mà đầu óc cô như đông cứng lại. Không thể nghĩ được điều gì dành mạch nữa cả. Nhưng Hà ngồi bán với khuôn mặt hầm hầm thế. Ai thèm đến mua hàng của cô nữa? vậy nên cả thúng trứng vịt lộn gần như còn nguyên. Có người đã dừng xe lại định mua, nhưng thấy mùi nước mắm sực nức, thêm khuôn mặt như đâm lê của người bán, thì lặng lẽ sang hàng khác mua. Gần như lúc Hà tuyệt vọng nhất, thì con Linh đi qua ghé lại thăm hỏi. Bán hàng được không? Hà! Nước mắt đã rưng rưng, nhưng Hà cố trả lời bình thường thì cũng nhì nhằng tạm được linh ạ. À. thấy không bình thường nhất là khi linh nhìn mặt hà dưới ánh đèn đường cảm giác linh thấy dường như sự việc nghiêm trọng nào đó vừa xảy ra nên thẳng thốt hỏi hà mày làm sao thế ốm rất nặng à có sốt không vậy không thể kiềm chế được nữa hà quay ngoắt giấu mặt đi nhưng không thể giấu được sự uất ức trào dâng cô lại bật khóc nức nở. Linh để xe lên vỉa hè, tới cạnh Linh ôm nhẹ bạn, quan tâm hỏi nhỏ. Chuyện gì thế? Thua lỗ à? Hà Không. Hu hu hu. Bị chồng đánh hay sao? Không. Hu hu hu. Gạt thăng chứng qua một bên, Linh ôm chặt bạn, rồi ôn tồn hỏi. Nói đi hà chuyện gì thế tao có giúp gì được không đây hu 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 thằng chồng tao nó đi với bồ con kia có chừa to rồi hu 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 trời ạ à, ai ủi hà một chút rồi linh bảo bán gần hết trứng chưa còn gần hai mươi quả nữa mà mặt sưng xỉa thế này ai người ta mua hàng hà linh ơi thôi hà mang về đi để tao với con cúc con bảo mua nốt cho hà rằng khỏi tay bạn nói trong uất nghẹn nhưng tao tao không muốn về nhà với thằng chó ấy nữa đâu nhìn mặt nó tao thấy buồn nôn tao nghĩ chắc không thể kiềm chế được sẽ lấy dao đâm chết nó tại chỗ đấy con tao sẽ khổ hơn nữa vì đã mổ côi bố lại lo nuôi mẹ ngồi tù ai bảo mày về nhà Chị em con bé ăn uống gì chưa? Tao cho chúng nó ăn rồi. Cuối tuần cả hai đứa nó xin theo gì tư về nhà ngoại. Thế thì giờ đi với tao, để tao gọi thêm con Cúc con bảo nữa. Linh gọi điện cho mấy đứa bạn trong khi Hà lại ngồi sụp xuống, úp mặt vào đầu gối khóc, cái vai gầy gộc cứ rung lên bần bật. Gọi điện hẹn 25 phút nữa xong, Linh giúp Hà dọn hàng gửi bàn ghế rồi chở luôn cô đến nơi hẹn. Thay vì hỏi han chuyện trò, Linh nhờ nhân viên quán cà phê gọi giúp bát bún, rồi trực tiếp bón cho Hà ăn. Mãi hồi lâu sau mới tập hợp đủ, mấy đứa kiếm nơi tít xa góc quán để có yên tĩnh ngồi nói chuyện. Sau mấy câu tóm tắt tình hình của Linh, mọi người lắng nghe Hà kể lại sự việc chi tiết. Câu chuyện Hà kể cũng chỉ mấy phút đã đủ cho mọi người hiểu ngọn ngành. Nhưng không ai nói được nên lời nữa. Mãi mấy phút sau Cúc mới bảo. Tức là nó có quan hệ lằng nhằng từ lâu. Mày không để ý kỹ nên chẳng biết gì sất. Cũng không có biện pháp nào ngăn chặn kịp thời. Ờ, ừ, tao làm tối mặt tối mũi lấy đâu thời gian. Làm gì có trí óc nào nữa mà quan tâm những điều ấy chứ. Thời gian gần đây, nó đưa về rất ít tiền lại về rất khuya nhưng thấy nó thể hiện mệt mỏi kêu ca việc làm ăn khó khăn vì cạnh tranh mạnh tao lại cứ thương chứ không hề nghĩ nó mang tiền cho gái về muộn cũng là đi với gái thế chuyện ấy ấy vẫn bình thường chứ hà ngồi thộn ra rồi hét lên như một con điên à ừ đúng rồi nhỉ ha 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 đúng thế, tao tối mặt lo làm ăn, nó về khuya thì ngủ tít, không động chạm gì vào nhau cả. thế mà tao ngu, không đòi hỏi, thậm chí tao lại cứ thương thương, nghĩ nó thấy mình làm mệt, chủ động nhịn không làm phiền vợ nữa. ôi trời ơi, sao tao ngu thế không biết? trời đất ạ, à, ngu gì mà ngu thế hả trời? đứa nào cũng giật mình nghĩ về gia đình, về chồng của chính mình chỉ mỗi linh vừa cưới xong nên đang say tuần trăng mật chưa nghĩ đến việc bị phản bội cô hỏi nó muốn thế nào mày định xử lý ra sao chưa kịp nói chuyện nhiều đâu tao nổi điên đuổi nó cút nên mới chỉ nói có vài câu thôi nó nói đúng lúc tao mất bình tĩnh nên chỉ nghe loáng thoáng chẳng rõ ý đâu cố nhớ lại xem nó nói ý gì hình như nó muốn tao châm trước. Xong cũng vẫn muốn là người có trách nhiệm với việc mình làm với con đi ấy. Ừ, đúng rồi. Thằng chó có nói mấy lần ý quan trọng nhất là muốn tiếp tục qua lại với con sen ấy. Vậy thì không thể được. Mày đã đồng ý thế à? Không tao chưa nói được điều gì cả. Bấn loạn nên tao chưa nghĩ được phải xử sự làm sao cả. Lúc ấy lòng dạ tao dối bời bời sao kịp nghĩ gì. Nói gì cho chuẩn được con cúc hỏi mày có ý định đánh ghen không? hà ớ ra vì câu hỏi rất bất ngờ. à, ư ừ, tao ấy à, không mày thì ai? không lẽ là tao hay kí linh đi đánh ghen giúp mày à? chí khôn dường như chưa bỏ hà đi nên cô nói khá tỉnh táo. tao tao nghĩ có thể con sen ấy can tội giành chồng. Nhưng chủ yếu thằng chó hóa đều giả lừa con gái người ta chứ. Phải không chúng mày? Cả mấy đứa cùng lặng đi, đặt mình vào hoàn cảnh bạn. Đầu tiên là cái bảo nói mà như chất vấn. Đúng, đúng rồi. Vì cớ gì thằng chồng hư hỏng thì con vợ lại đi đánh ghen. Phụ nữ không thương nhau thì thôi. Sao lại hành hạ nhau vì cái thằng mất dạy ấy? nó không xứng đáng để mày phải đi đánh ghen đánh ghen không bao giờ giữ được chồng chỉ làm mình xấu xa đi lơ mơ phạm tội đi tù đấy tất cả mấy đứa đều lên tiếng thống nhất ở chỗ dứt khoát không thèm đánh ghen không thèm chửi bới nhục mạ nhau để tự làm mất giá trị mình đi ngược lại cần tỉnh táo xử lý nhất là tranh thủ đồng minh là bố mẹ anh chị em nhà chồng bản đến hướng tương lai. Đứa nào cũng ngồi nghĩ mông lung. Con bảo sừng sộ, nói dứt khoát. Loại đã như thằng hóa chồng mày thì níu kéo cũng không giữ được đâu hả ạ. Nó sẽ vẫn ngựa quen đường cũ thế thôi. Đúng, đúng rồi. Hẳn rằng con đĩ kia chưa chắc đẹp hơn mày. Nhưng tao tin nó trẻ hơn và chủ động quyến rũ quyết liệt. Nên không bao giờ từ bỏ ý đồ Kỳ Linh nói xen vào. Loại gái ấy chẳng có liêm sỉ đâu mà trông chờ. Còn thằng chó ấy khi vợ vẫn hơ hớ ra thế này mà theo gái thì đừng bao giờ tin nó thay đổi tâm tính. Hãy tỉnh táo suy nghĩ với thái độ dứt khoát không khoan nhượng. Kê Cúc cũng nói kiên quyết. Nếu là tao thì tao sẽ ly dị. Thà sống một mình còn hơn phải chia sẻ thê thiếp. Không bao giờ tao chịu lép vế như vậy đâu cái nhà ọp ẹp thì giật đổ mẹ nó đi thà dựng lại túp lều tranh còn hơn con bảo nói đế thêm vào tớ cũng nghĩ thế kệ xác cho nó biết sướng cu thì mù mắt là như thế nào cứ để một đứa ra mọi sự sẽ khác ngay thôi mà khi ấy còn yêu tha thiết nữa không còn đẹp còn hấp dẫn nữa không chưa nghĩ ra được điều gì khác nữa đầu hà lúc này như quả bí đạc vậy nhưng cô đã thấy bình tĩnh hơn vì có chỗ dựa là các bạn gái từ thủa hàn vi của mình con linh người từng trải nhất về chuyện ly dị này cũng bảo dứt điểm đi mày ạ à. không thể để lặng nhằng được đừng có hy vọng một thằng đã ngoại tình đến mức có chửa mà lại vẫn yêu mình vẹn nguyên hu 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 mày cùng tuổi dần cùng tháng chỉ khác ngày với tao nghĩa là vận mệnh hai chúng mình chắc cũng như nhau đấy đừng có hy vọng tốt đẹp hãy dũng cảm cắt không thương tiếc cái ung nhọt này đi kinh nghiệm của tao là sẽ có cơ hội khác tốt đẹp hơn đấy ôi đâu có dễ thế linh ơi bao nhiêu ràng buộc nào là con cái nào là việc làm thất thường thu nhập thấp vướng cái gì chứ giải quyết được tất có khi là cơ hội lớn đấy dù tao chẳng thấy tình nghĩa gì với thằng chó ấy nhưng còn bé mận thằng cu binh tao nuôi chúng nó thế nào đây khi có chồng mẹ mày không thể ra tay hỗ trợ nhiều được khi đã ly dị mọi người sẽ giúp đỡ chứ cả ông bà nội nó nữa hu 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 cảm ơn chúng mày tao phải về nói chuyện với mẹ và đứa em gái xem họ khuyên thế nào nữa phải đấy người thân sẽ sáng suốt tỉnh táo hơn thấy linh vẫn tần ngần hà hỏi mày có điều gì muốn nói với tao à ừ có đấy mà thấy chúng mày hình như không muốn nghe tao nói nữa có chứ cứ nói đi vậy là linh kéo cả mấy đứa ngồi xuống lại nói tao đoán sự việc thế này con ấy chắc dân miền quê xa tít nào đó, thấy cuộc sống thị thành hấp dẫn, muốn đổi đời. Cách duy nhất là kiếm thằng có hộ khẩu thành phố, đuôi, què, câm, điếc gì cũng được. Loại gái có nghề có nghiệp thì nó ỉa vào kiểu đàn ông như thằng hóa. Thế nhưng người làm việc phổ thông dễ gì trải được một chàng trai có hộ khẩu thành phố, kể cả cô ta xinh đẹp, nên hóa thành có giá đấy con bảo đế vào đúng đúng linh nói có lý đấy căn bản là nó cần cái hộ khẩu thành phố linh vẫn làm chủ cuộc thoại nghe tao nói đã sau nhiều phen thả mồi bắt bóng những người đàng hoàng thất bại nó chuyển hướng trải loại có vợ rồi nhưng mắt hấp háy với gái trẻ như hóa có vợ nghĩa là cũng có nhà cửa con ấy nó nhìn vào cái hộ khẩu thành phố của chồng mày. Gia thế của chồng mày cùng với căn nhà của mày. Hà ạ, trọng tâm là căn nhà của mày đấy. Hãy nhớ lấy lời tao. Hu 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 Nhưng cái chính ở đây là thằng chồng mày háo sắc, sống buông thả nên mới mắc câu. Loại thằng hóa ấy như đã nói, không thể cải tạo được đâu. Cố níu kéo thì chỉ thêm buồn khổ thôi ý mày của này là cắt cắt tức là nhường cho con ấy thằng chồng khốn nạn cùng ra thế nhà nó chẳng tiếc làm gì mày sẽ có người khác tử tế đàng hoàng hơn nhưng hà đã bình tĩnh tỉnh táo hơn ôi còn nhà cửa tao ở đâu khi nhà là ông bà nội cho mày chưa nghe tao nói hết nghe đã thế nên cái cần giữ bằng mọi cách có thể chính là căn nhà cho con cái mình ở giữ chặt lấy căn nhà quyết đấu trong trận địa này hiểu chưa ờ cảm ơn để mình nghĩ thêm linh thật tỉnh đòn và khôn ngoan đi thẳng vào trọng tâm vấn đề cụ thể luôn mày có tên trong sổ hồng căn nhà không có tuyệt vời tốt quá rồi hãy lấy mang gửi sổ hồng căn nhà ở nơi tin cậy ngay lập tức. Đám bạn nhầu 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 nói. Mọi thứ quý cần tẩu tán ngay, từ sổ hồng đến vàng, tiền. Họ chia tay mà mới chỉ đề ra phương hướng căn bản, chưa thể đề ra phương châm cụ thể giúp cho Hà có thể xử sự khôn khéo trong hoàn cảnh chớ chiêu này. Chỉ con bảo nói như kết luận điểm quan trọng nhất. Nhớ Hà nhé! chấp hành ba không, không đánh ghen, không chửi bới nhục mạ, không để cảm xúc chi phối khi ra những quyết định vội vàng dại dột. Theo đúng hướng con Linh nói là giữ chặt cái nhà, cùng lắm là chia đôi chứ nhất định không buông chủ quyền của mình. Ờ, ừ, có chúng mày làm chỗ dựa, tao bình tĩnh hơn nhiều rồi. Nhưng trên đường đạp xe về nhà mẹ, trong đầu Hà vụt lên ý nghĩ. Ờ, ừ, mình chấp nhận ly dị ngay như thế là chúng ý muốn của nó rồi. Sẽ ly dị xong nhất định, không thể để nó ngon ăn thế được. Không ăn được thì đạp đổ chứ làm gì có chuyện nó rũ bỏ mình như cái vỏ chanh thế được nhỉ. Đầu hạ bắt đầu xào xáo những giải pháp có lợi nhất cho mình. Nhưng phải trừng trị được kẻ phản bội và cả đứa cướp chồng. Cô ngẫm. Điều suy nghĩ ích kỷ này có thể các bạn cũng vậy. Nhưng không nói ra chính mình phải tự nghĩ, tự quyết chứ ai giúp mình được nhỉ. Một phương châm đã được cô tự xác định với mình. Ở nhà mẹ, bà Nghĩa vừa nhìn thấy con gái là trái tim bà mẹ đã linh cảm sự việc nghiêm trọng rồi nên thu vén việc đang làm để lắng nghe con gái trình bày sự việc. Hà xin nói chuyện với cả mẹ và em gái. Cô bộc bạch thẳng vào vấn đề. Hu hu hu, Thẳng Hóa nó đi bồ bịch với một đứa con gái trẻ tên là Sen. Có chữa rồi mẹ ạ. Hu hu hu. Từ bao giờ thế? Con cũng mới biết khi nó đến xin tạ lỗi tối nay. Con Sen ấy à? Không, là Thẳng Hóa. Nó tạ lỗi rồi từ bỏ chứ. Không, Hóa xin lỗi vợ, nhưng nó không chịu bỏ hẳn con ấy mà muốn con tha thứ trong khi vẫn muốn qua lại thực hiện trách nhiệm với con đĩ kia. Bà Nghĩa dãy nảy lên. Không, tự nhiên thì chia sẻ, làm thê làm thiếp à? Rồi nó trẻ, thẳng hóa bỏ rơi luôn mày à? Con cũng nghĩ thế, nên chưa trả lời cụ thể. Mẹ ạ! À? Vừa khi ấy thì cậu ba tòng về, nó ghé nghe và hiểu tình thế của chị hai rồi góp lời luôn. Chị mới 35 tuổi, còn trẻ chán để làm lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, ly dị phén đi. Đã kém cỏi không nuôi nổi vợ con, lại còn lăng nhăng bổ bịch, cắt không thương tiếc. Con em gái tư băng góp lời. Để xem thái độ của ông Hóa nói với mẹ, với nhà mình thế nào đã chứ? Ờ, ừ chị đang rối ruột nên mới nhờ cả nhà mình người ngoài cuộc tỉnh táo hơn. Góp ý. Giờ nó giúp đầu vào háng con ấy chứ dám về đây mà nói à. Đêm mấy Hà ở lại ngủ với mẹ và em gái. Họ nhỏ to chuyện trò. Bàn mưu tính kế. Mẹ hỏi. Cái nhà ấy, làm sao cưới đến mấy năm, nhưng giấy chủ quyền đã có chưa? Lập khi nào? Làm nhà xong mới đi làm sổ hồng mới mẹ ạ nhưng thể hiện tên của mày trong sổ là khi nào trước thì đất vẫn mang tên một mình bà nội chỉ sau khi hai vợ chồng làm nhà thì mới lập lại chính thức mang tên hai đứa theo hình thức cho tặng mẹ ạ bà mẹ tỉnh táo nói lời kết rất hài lòng vậy được rồi giấy cấp chủ quyền tài sản hình thành trong quá trình hôn nhân thì thuộc cả hai vợ chồng chuyển sang chủ đề con cái bà ngoại nói. Con bé mận thì để đây mẹ nuôi, thằng cu binh thì gửi bên nội, mày cứ ở nhà bên ấy để giữ chủ quyền cái nhà. Mọi thứ cần cầm chuôi mang sang đây mẹ giữ cho. Vâng, mọi thứ bà nghĩa nói thật tưởng minh, đơn giản khiến Hà không còn dối trí nữa mà có cảm giác ấm áp bên mẹ. Dì Tư Băng hỏi thêm. Chị có biết con xe lấy nhà cửa, gia đình thế nào không? không chị không biết hình như nó từ quê xa tới hà nội làm ăn ở nhà thuê nhất định không rời căn nhà chị nhé chị hiểu rồi loại gái quê này chắc đã là lơi kiếm một anh thành phố mà không thành công nên chuyển sang đối tượng đã có vợ điều nó cần là trụ lại thành phố cùng nhà cửa có sẵn phải nắm chắc căn nhà là thứ con ấy nhăm nhăm ngó vào chị nhé, cũng không cho hắn chạm vào mình nữa, lỡ có chửa đứa nữa thì thành lỡ giờ đấy. Ừ, chị biết rồi. Đã tưởng chuyện xong, nhưng lúc sau con em gái lại dựng chị dậy, gọi ra ngoài để nói, tránh làm mẹ thức giấc. Nó bảo, em nghĩ rồi, chị sẽ ly dị nhưng không thể nhanh được, để cho chúng nó khốn khổ khốn nạn đã. Chị ạ, à bàn nãy trên đường đến đây chị cũng đã nghĩ như vậy rồi quả bom thai nó mang ra làm vũ khí mình né xa để biến thành quả bom hẹn giờ đe dọa chính hai đứa ấy đúng vậy chị có ý định đánh ghen không không đúng mình không cần phải hạ thấp như vậy hạng như hóa trên đời này thiếu giống gì mà phải hạ mình vì hắn đi đánh ghen đánh ghen không bao giờ giành lại được hạnh phúc đã mất mà chỉ làm mình bệ giặc hơn lại vi phạm pháp luật bạn chị cũng khuyên như vậy nhưng cô em bỗng ngoắt sang chất vấn chuyện khác tự trong lòng chị còn yêu hóa không nếu giả sử con sen chưa có thai thì chị có tha thứ không nói yêu vào lúc này nghe nó giả tạo vì căm hận đang cháy ngút trời làm gì có tí tình nào mà yêu. Nhưng nếu chỉ ngoại tình rồi dứt hẳn thì chị sẽ xem xét lượng thứ. Còn vẩn vơ trăng hoa thì chắc chắn chị không thể cho phép. Đúng rồi. Mai mang giấy tờ, vàng bạc tích chữ gửi mẹ đi chị nhé. Ngẫm một lúc, Hà bảo. Ờ, nhưng sổ hồng chị sẽ gửi ông bà nội cu binh, thế mới thu phục được nhân tâm bên kia biến họ thành đồng minh của mình. Đúng, chị thông minh quá. Cả đêm ấy Hà chăn chọc, gần sáng mới chợp mắt được ít phút. Sáng hôm sau là thứ bảy nên từ sáng sớm cả bảo. Cúc và Linh lại gọi Hà đi uống cà phê sớm. Đêm qua mỗi đứa về đều hạch sách chồng mình rồi. Tự mỗi người cũng nghĩ xem nên làm thế nào nếu mình ở hoàn cảnh như Hà rồi tìm cách hỗ trợ cho cô bạn gái thiếu may mắn chuyện tình duyên đương nhiên chính sau khi đã ngẫm nghĩ chín rồi thì các nội dung tư vấn mới thiết thực sau khi có tư vấn của bạn của mẹ của các em hà đã bình tâm hơn nhưng nét buồn thì vẫn hiển hiện trên nét mặt cúc bảo không nên thiết lập nét mặt đưa đám thế hà ơi người ta bảo cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra hay là đời còn dài, dai còn đẩy ra mà. Con bảo thì vỗ tay thẳng vào cái ấy lùm lùm da của Hà nửa đùa nửa thật. Chắc gì đã là tai họa. Sinh thế này, bỏ được thằng chó ghẻ ấy thì có cơ hội mới ngon hơn. Lo, éo gì? Khi vú thây lẩy thế này, kim mông tròn căng thế này, nụ cười buồn mà vẫn quyến rũ thế này thì gạt ra không hết dai trẻ, khỏe thông minh, giỏi giang. Mày lo cái gì mà buồn hả con nhóc? Hích! Cố cười đùa nhưng quả thực với hà đó cũng chỉ là cái mặt nạ được cố đeo lên mặt mình. Gượng thiết lập nét tươi vui. Cô cười bảo. Y như rơi tự do trong môi trường không trọng lượng ấy chúng mày ạ. Cả đêm tao không chợp mắt được. Vừa thiêu thiêu lại mơ thấy thằng chó ấy cởi quần mình thế là tao hét lên từ chối rồi thằng chân đạp nó ra bà mẹ mình bất ngờ bị con gái đạp suýt rơi xuống nền nhà tội nghiệp ba đúng là người trong cuộc dối trí còn người ngoài thì tỉnh táo đến mức không còn xúc cảm. linh bảo mày đã buôn bán chút rồi giờ tự tin để mở cửa hàng chưa cửa hàng gì mua cất nát bán cho chó mó mà đang dối cả ruột gan chuyện chồng con thì ai nghĩ được đường làm ăn nữa chứ. Nhưng đó là chủ ý của mấy cô bạn, muốn lôi Hà khỏi nỗi ám ảnh chuyện chồng ngoại tình, còn bảo vẫn cố kéo Hà chuyển sang chuyện làm ăn. Thật đấy, mày nấu nướng rất khá, mở cửa hàng bán đồ ăn sẵn, thời của những shipper, nếu chất lượng tốt sẽ khối người mua. Tao đang giàu ruột chuyện chồng con, tâm trí nào cho buôn bán mà chúng mày cứ bàn thế thì vẫn phải kiếm sống chứ chúng tao đang lo giúp mày mà ờ cảm ơn chúng mày để tao nghĩ thêm đã dù đầu óc vẫn trông tranh ít nhất hà cũng đã cảm giác được một chỗ dựa bạn bè để hà khỏi buồn ba đứa rủ bạn đi xem phim cố lôi con bạn khỏi nỗi âu sầu bị chồng phản bội quái oam. Chúng bộ phim về một cô gái bị chồng đi ngoại tình rồi bỏ. Phải chật vật nuôi con một mình rồi quyết trí vươn lên. Khi trở thành bà chủ giàu có, gã chồng là một chuyên viên kỹ thuật giỏi, lại là người làm thuê cho vợ cũ. Thế mà tình xưa nghĩa cũ khiến họ kết nối lại. Tức quá! Hà bảo. Phim như cứt, tao về đây. Éo thèm xem nữa hay mà hà nhưng các bạn dữ quá hà gượng gạo ở lại xem dường như nội dung bộ phim đã tiếp thêm cho cô nghị lực đặc biệt là ý tưởng nảy sinh về việc lựa chọn phương án đối xử khi chia tay nhau hà vẫn vừa xem vừa ngẫm có cho vàng mình cũng không khi nào chấp nhận quay lại với kẻ đã phản bội mình mình phải quyết sống để chứng minh không phải chỉ là người vợ bình thường mà là của quý sao cho nó ân hận cả đời vì đã để rơi một cục kim cương như cô gái nhân vật chính trong phim đã nói và thực hiện tuyệt vời mình sẽ không đủ khả năng để làm ăn thành bà chủ lớn nhưng nhất định không ươn hèn không ngửa tay xin kẻ phản bội dù có chết đói Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ phần tiếp theo của tập truyện vào lúc 11 giờ trưa mai nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.